Nhậu về rồi à? Vâng. Đi bộ có mệt không đấy? Vâng, con mệt một tí thôi. Ra đây hộp bố một tí. Vâng, để con hộp bố một tay. Mở cái này ra cho bố này. Vâng. Hôm nay có học được bài không đây? Có. Bố ơi, bố thầy giáo hôm nay bảo là nộp tiền học. Tiền học á? Vâng. Bây giờ bố chưa có tiền thì làm sao nhỉ? Thầy có cho mình thưa vài hôm được không? Thầy bảo là sắp cuối năm rồi các bạn nộp hết rồi. Thế à? Vâng. Hay là tí nữa con với bố đi hái ít lá đi đổi tiền được bao nhiêu để mai nộp cho thầy tạm đã nhỉ? Vâng. Đây cầm hết cho bố. À, đi cắt đá. Con đi cắt tạm đá. Đây cô con mình nhặt ở đây này. Vâng. Lá ra nhà mình to lắm rồi nhỉ bố nhỉ? Nó to rồi nha. Vâng. Họ mới lấy nha. Vâng. Bố giúp con nhặt một lúc này, con tự nhặt đợi bố nha. Vâng. Để bố còn làm việc khác nha. Vâng. Còn làm. Thế là mình có lá ra là mình có tiền nhiều hơn một phần rồi nhỉ bố nhỉ? Ừ, đúng rồi. Đây, nhặt xong cho vào đây này. Rồi thôi. Đá này bé quá, họ lấy đâu. Nhặt nó to vào, biết chưa? Vâng. Đợi 40 tí nha. Vâng. Bố cứ đi làm việc đi nha, cái này để con nhặt cho. Có khi sau này mình kiếm được nhiều tiền để bố mẹ sau này không cần vất vả nữa. Nên mình sẽ học thật giỏi để sau này lớn mình có công việc làm để giúp bố mẹ. Rồi bây giờ mình phải nhặt nhanh rồi đi bán thôi.
lấy thế được rồi, gần tối rồi, bây giờ mình lấy đi bán thôi. Như này là chắc cũng đủ rồi. Bố ơi, ra đây giúp con với. Đợi bố một tí. Con ra đây. Vâng. Đó. Bố ơi, con thôi nhặt được nhiều anh nhỉ. Vâng. Đấy, bố buộc cho. Mười cắn mặt thôi cho bố. Bố làm xong hết rồi. Giờ bố làm cơm mà tí con đi bán. Con nào giờ ăn cơm nhá. Vâng. Cho vào đây bộ nó thế mà. Rồi con đem đi bán nhé. Vâng. Vâng. Con vào nhà nghỉ ngơi đi. Bố làm một lúc rồi bố cũng nghỉ rồi. Vâng, bố cầm tiền đi. Con bán được từng này. Rồi, con cầm để đấy. Giữ lấy không để mai đi học nộp cho thầy nhá. Vâng ạ. Con vào nhà đi nhá bố. Rồi. Bố làm tí rồi bố vào nhá. Bố làm bố là xong rồi. Vâng.